Hello mọi người, trở lại mình đây. Thì hôm nay mình đã tiếp tục làm việc con game Family nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với ạc đầu tiên. Tưới cà rốt mình sẽ gieo theo mũi cà rốt rồi mình tưới luôn nha. Thành nhiệm vụ ăn này đó nha mọi người. Học đang gọi video cho anh Học ơi nhá. Nói chuyện không
là không đúng. Quang Lộc có làm cho mày mai à không tốt. Thank you.
Tóc một tí nhé.
Thank you.
Ok mọi người, mình tiếp tục đi cúc đá và chặt gỗ nha mọi người. Hơn chục cây rồi mà vẫn chưa được gỗ rồi. Mong muốn được có một niềm động lực cho anh em đá chứ dần dần một vai trò to lớn á, chủ không đá thôi chứ không đá mà anh em có mà niềm vui chứ. Thank you.
đeo 24 vô tô đồ nha mọi người. Giao 24 vô tô nha mọi người. Lọc ở quê Đức, Đức Đức tối nay giả bộ cãi nhau với Hà cái mò lên công ty. Ok, giờ mình sẽ đi cút 15 đá này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Tạm biệt mọi người.